Xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay shop túi da nhựa Cần Thơ lại tiếp tục lên sản phẩm mới nha. Hôm nay shop sẽ lai dài nam và dài nữ nha mọi người ha. Dài công sở nữ và nam. Cô chú anh chị xem kỹ giùm shop ha. Shop sẽ nói cái size và khi do bán do hàng hàng nữ á, hàng dài á, thì nó sẽ cái size khi mà mình đến á, thì mình được kiểm tra hàng và mình xem giùm shop chắc lấy á, mình lấy nhờ giùm shop nha. Tại vì có những khách thì khi mà lấy hàng rồi á, sau một khoảng thời gian mới nói không vừa là shop không có nhận đổi trả nha mọi người ha. Mình thử trực tiếp giùm em ngay tại lúc mà nhận hàng luôn. Và đầu tiên ngày hôm nay đó là một đôi dài khá là đẹp. Dây này là dạng dây buộc nha mọi người ha. Và màu nâu và da thật, shop đảm bảo là da thật 100% nha mọi người ha. Và đây là cái chân bên bên phải nha mọi người ha. Và hàng si dài thì nó sẽ có va vấp một chút đỉnh về cái gót như thế này. Và toàn bộ là dập hiệu Made in Japan hết nha mọi người ha. Dài Nhật và da thật 100%, rất là êm chân luôn. Này, bên trong nó sẽ có thương hiệu Watch Made Monster nha mọi người ha. Đây sạch đẹp hết đây, chỗ này. Lót và sạch đẹp. Rất là êm chân và thoải mái ha. Và ở đây thì đây là chân bên phải nha mọi người ha, chân bên trái. Và da này là da thật ha. Ở trên thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Và này là da thật 100%, này là màu nâu ha. Và ở dưới phần đế đây, phần đế thì nó còn rất là mới luôn, sạch đẹp hết. Và này là size 40 nha mọi người ha, Made in Japan, rất là đẹp. Và ở trong nó sẽ có cái mã code. Và dài này dài rất là ngắn luôn, cho nên nó mới giữ được cái độ đẹp như thế này ha. Ở trong đây nó sẽ có cái tem của Nhật, chữ tiếng Nhật ha mọi người ha. Lót bên trong là sạch đẹp hết. Lên về cái mã là 6636 ha. 6636, 1.100.000. 6636. Khi mua hàng thì lên giùm em một cái mã ha, 6636. Thì mỗi một sản phẩm nó chỉ có một mã duy nhất thôi. Thì mình lên giùm em một cái mã thì nó sẽ không không có lộn qua sản phẩm khác được ha. Và đôi vừa rồi là size 40 nha mọi người ha, size 40. Xem giùm em kỹ cái size và cái mã. Và kế đến là một đôi giày da đen. Giày này dạng giày lùi ha. Giày lùi thì mình chỉ cần xỏ vô và mình đi thôi. Độ mới khoảng 80%. Chất liệu là da đen. Da đen. Đây, những cái da đen lại với nhau. Sạch đẹp hết ha mọi người ha. Và độ mới khoảng 80%. Đây, đây là cái gót ha. Cái gót Made in Japan. Da đen này có nhiều loại da, có hai da ha, một cái nó dạng xước dây, một cái trơn và một cái nó sẽ dập vân đan lại với nhau, rất là ok ha. Cái đế này, cái thương hiệu này là Tranco Galleria, Tranco Galleria Milano, sạch đẹp hết ha, mang rất là êm chân. Và một đây, một cái đôi vài đôi dài đây nữa ha, sạch đẹp hết ha. Thương hiệu Renko Garigliano Milano, sạch đẹp. Đây là cái phần gót ha, để mình mang êm chân. Và cái đế thì nó sẽ bằng cao su nha mọi người ha.
này là size 40, da đen. Lên giùm em một cái mã là 6589 ha, 590k. Và một đôi giày có dây buộc ha. Này là da thật 100%, cho nên cô chú anh chị mang và rất là yên tâm ha. Khi mình cũ thì mình sẽ đánh xi lại, nó là như mới vậy đó ha. Và da này da thật cho nên mình đánh xi thoải mái nha mọi người ha. Và thương hiệu ha, Trojan, dập nổi trong cái miếng da đây. Và da thật 100%. Và đây là cái dây để mình buộc lại, rất là ok ha. Và đây là cái gót ha, cái gót của dài. Và cái gót này nó không có mòn luôn nha mọi người ha. Đây mình nhìn thấy nó rất là đẹp luôn. Và này là chân bên trái đây, chân bên trái. Đây mình bên trong là sạch đẹp, là thương hiệu Trojan. Và đây da thật 100%. Và cái dây đeo là cái dây để mình buộc lại rất là đẹp luôn. Lên giùm em một cái mã là 6604 ha, 6604, 590k. Và dài này là size 38 màu đen, để mình buộc dây mình đi làm công sở hoặc là mình đi đám tiệc ha, rất là đẹp luôn. Và kế đến đó là một đôi dài da thật ha, da thật 100%, và màu cũng màu đen, để mình buộc dây có thương hiệu Roman Rientro. Dạ cho em qua cái đôi giày này, đôi giày này nó bị bỏ lộn chỗ ra mọi người ha. Và cái đến đó là một đôi giày màu nâu, nó sẽ có hai cái nơ, cái họa tiết ha, hai cái tua rua trang điểm trước cái đôi giày, khá là đẹp ha. Và da thật 100%, cái thương hiệu ha, thương hiệu Scott Ren Farmers Germany Made in Japan, của thương hiệu ha Hikokawa Hikokana. Đây là một cái dòng thương hiệu ha, khá là nổi tiếng của Nhật Bản ha. Và đây là da thật 100%, này là màu nâu nha mọi người ha. Phía trước nó phối những cái lỗ như thế này, những cái lỗ. Và ở đây là phía sau sạch đẹp hết ha, bên trong lót sạch đẹp, rất là im chân luôn. Và kế đến đó là một cái chiếc bên tay trái, cái đế ha, cái đế rất là đẹp luôn, và thương hiệu dập nổi ở đây. Ở đây thì nó bị mòn một chút xíu ha mọi người ha. Thì cái đôi giày thì nó sẽ hàng xi thì nó sẽ mòn một chút xíu ở cái đế nha mọi người ha. Cái đế nó va vấp thời gian cho nên là nó mòn, nó phải mòn nha mọi người ha. Nó không giống như hàng mới, hàng xi mình mua được hàng xi mình mang nó là rất là chất lượng luôn. Lên giùm em một cái mã là 6566 ha, 590k. Này là dài lùi ha, mình chỉ cần mình xỏ vô là mình mang thôi. Lên dự cái mã là 6566, 590k. Và size này là size 37 nha mọi người ha, size 37. Và kế đến đó là một đôi giày thể thao màu trắng, khá là đẹp luôn. Da thật 100% nha mọi người ha, da thật 100%. Và màu trắng ở đây nó sẽ có một cái thương hiệu Rock Sport, khá là đẹp ở đây. Và cái dây để mình
Đeo lại rất là ok ha, sạch đẹp bên đây. Và bên trong thì lót sạch đẹp ha, dập cái thương hiệu ở dưới ha. Và nó sẽ có một cái thông số ở đây, một cái thông số. Cái này gia công tại Việt Nam nha mọi người ha, gia công tại Việt Nam. Này là da thật 100%, rất là đẹp nha mọi người ha, rất là đẹp. Và cái tương ứng cái size này là size 40.5 nha mọi người ha, size 40.5. Lót bên trong là sạch đẹp, da thật. Lên giùm em một cái mã ha, lên giùm em một cái mã là 6151 590k, dài thể thao trắng size 40.5, có thương hiệu, rất là đẹp luôn. Màu trắng và cái độ mới nó còn khá là cao ha, độ mới nó khá là cao luôn. Và kế đến đó là một đôi giày, đôi giày da, nó sẽ có một cái thương hiệu. Da thật 100%, màu nâu sô cô la. Và dài để mà dây đôi giày buộc dây như thế này. Và thương hiệu dập nổi ở trong phía trong lót. Đây là cái phần đế nha mọi người ha, phần đế nó sẽ có một cái thương hiệu dập nổi ở dưới phía cái đế đây. Và phía bên trên là sạch đẹp hết. Đây, da thật 100%. Và bên trong lót, bên trong ha, nó sạch đẹp ha. Cái phần thương hiệu dập nổi ở trên cái phần lót ở trong, sạch đẹp hết. Và ở đây, đôi dài da thật ha, phần đế độ mới còn khá là cao, bên trong lót sạch đẹp, mang rất là êm chân nha mọi người ha, sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã là 6594 590k, dài này là size 40 nha mọi người ha, dài này size 40, sạch đẹp hết ha. Cái phần đế đồ rất là ok luôn, sạch đẹp. Và một đôi giày, da công sở á, có thương hiệu Harrota Organize. Và ở phía trên nó sẽ trang trí một cái táp như thế này, khá là đẹp ha. Và đây, và cái phần đế như thế này, cái đế thì nó mòn một chút xíu ở chỗ này. Và lót bên trong là sạch đẹp, thương hiệu Harrota Organize, sạch đẹp hết á. Mình chỉ cần sạc vô và mình mang thôi. Đây là đôi giày lùi. Và đây, khá là đẹp nha mọi người ha. Đây là cái phần đế ha. Lên giùm em một cái mã 6622 ha, 690k, 6622, size 43, 590k, 690k, 6622, 690k, màu đỏ rượu. Mình mang đôi giày này rất là sang trọng luôn nha mọi người ha, để mình đi làm công sở hoặc là mình đi đám đồ, rất là đẹp luôn. Và nó rất là êm chân. Kế đến đó là một đôi giày da màu nâu. Phía trên nó sẽ trang trí hai cái thanh sắt khóa đồng giả cổ, sạch đẹp ha. Ở đây cái thương hiệu Ado,
Và đây là cái đê phần đế nha mọi người ha, sạch đẹp hết như thế này. Và bên trong cái này gia công tại Trung Quốc cho mọi người ha. Lót bên trong là sạch đẹp thương hiệu Ado. Đây, sạch đẹp hết nha mọi người ha. Và đây bên trong sạch đẹp, nó sẽ có lót sạch đẹp hết. Và da này là da thật 100%. Đây là màu nâu ha, màu nâu khá là đẹp luôn, thương hiệu Ado. Lên dùm em một cái mã là 6053, 6053, 590k, tương ứng với size 43 nha mọi người nha. 6053, 590k, size 43. Và kế đến đó là một đôi giày. Em lên thêm hai đôi giày nam thì sẽ đến giày nữ nha mọi người ha. Đây đôi giày nam khá là đẹp và xinh xắn luôn. Và cái phần da ở phía bên trên da thật ha, ở đây nó sẽ có một cái đường mai. Đường mai khá là đẹp ha. Giày này là giày lùi thương hiệu Sorio Momreti. Và mang cực kỳ là êm chân luôn, bên trong sạch đẹp luôn. Và cái phần này là phần đế ha, Made in Italy. Và cái thương hiệu dập nổi dưới phần đế đây. Ở đây thì nó sẽ bị mòn một xíu. Và cái phần chân bên kia ha mọi người ha, cái phần đôi chân bên kia. Và cái thương hiệu Made in Italy, sạch đẹp ha. Dài da khá là đẹp ha. Lên dùm em một cái mã là 6638 ha, 690k. Dài của Italy và tương ứng với size này là size 41 ha mọi người ha. Size 41, 6638. Và một đôi nam cuối cùng em sẽ lên nữ. Là một đôi giày nữ ha, một đôi giày nam cuối cùng và thương hiệu là Orange Room, sạch đẹp ha, da thật 100%. Đây, này là chất liệu là da lộn nha mọi người ha, chất liệu là da lộn, da thật 100% ở đây. Và đây cái phần đế khá là đẹp luôn. Và một da lộn ha, ở đây nó phối những cái đường ren ren và cái phần đế như thế này. Và cái này là size 41 nha mọi người ha. Ở bên trong là cái thương hiệu Orange Room, sạch đẹp hết ha. Ở đây nó còn cái mã đây và mang cực kỳ là êm chân luôn. Lên giùm em một cái mã là 6654 ha, 690k, size 41. Và kế đến đó là một đôi ha, một đôi giày nữ. Này là da lộn kết hợp với da phía trước ha, có thương hiệu Saint Laurent của Made in Japan. Đây, sạch đẹp nha mọi người ha. Và đây là cái phần đế như thế này. Da thật 100%. Made in Japan, Saint Laurent. Sạch đẹp ha. Và một cái ở đây thương hiệu ha, phần đế như thế này, sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã ha, 6342, size 36, 350. Và cái phần đế nó sẽ cao hơn được khoảng 5 phân nha mọi người ha, cao hơn khoảng 5 phân.
6342 350k. Và một đôi mắt Inzerman nó còn kế tác hiệu ha. Và dài này là nó sẽ có một cái mũi khá là nhọn nha mọi người ha. Khá là nhọn luôn. Và cái phần da lộn phó những cái tua rua như thế này rất là đẹp luôn. Và phía sau nó sẽ có một cái dây miếng da để mình giữ chắc cái chân mình lại. Và có cái da này mình có thể mình tăng đưa được dài ra được ha. Và đây thương hiệu Made in Japan tác hiệu ở đây. Và đây sạch đẹp hết ha. Và đây là tác hiệu. Và cái thương hiệu Pinky Dandy, thương hiệu Pinky Dandy. Và đây phần bên trong nha mọi người ha, da lộn. Thương hiệu Pinky Dandy sạch đẹp hết ha, Made in Japan. Rất là cao gót ha. Mình mang vô đây mình cao thêm được rất là nhiều luôn ha. Cao thêm được khoảng 6 phân ha, cao gót. Gót 6 phân. Lên giùm em một cái mã ha. 6389 190k size 36. 6389 ha. Và cái đến nó là một cái đôi dài cao gót ha, có thương hiệu luôn. Màu này là màu nâu nha mọi người ha. Và phần đế dài Made in Japan này còn cái tem của Nhật luôn nha mọi người ha. Và đây cái phần tay, phần da phía trước phối một cái nhũ như thế này. Này là da ha, phối một cái nhũ như thế này. Và bên trong có thương hiệu Rizzi Rappini, sạch đẹp hết ha. Và đây là cái đôi phía bên trái nha mọi người ha. Ở đây nó phối một cái nơ như thế này, sạch đẹp hết. Và lên giùm em một cái mã ha. Lên giùm em cái mã là 6368 290k. 6368 290k. Và tương ứng với cái đôi này là size 36 nha mọi người ha. Size 36 mũi nhũ khá là đẹp luôn. Thương có thương hiệu. Và kế đến đó là một cái đôi dài đỏ. Này là màu nâu nha, ở màu đỏ đô nha mọi người ha, màu đỏ đô. Và cái phần da này là da thật 100% nha mọi người ha. Và đây là cái phần da, và đây là phần đế có chữ Made in Japan bên trong ha, bên trong mang rất là êm chân luôn, Made in Japan. Và phía trước nó phối một cái bính bên trong, sạch đẹp hết ha. Dài này là dài lừa, mình chỉ cần xỏ vô và mình mang thôi, rất là tiện ha, rất là tiện, sạch đẹp như thế này. Ở đây phía trước phối phần nơ, phía sau Made in Japan 350k. Lên giùm em cái mã là 6345 350k. Dài lười, dài đỏ size 36 nha mọi người ha, size 36. Và kế đến đó là một đôi giày cao gót khá là đẹp.
rất là sang trọng luôn. Mình mang đôi giày này à, mình đi đi tiệc rất là sang, hoặc đi đi làm đều được ha. Made in Japan hết nha mọi người ha. Ở nhà hàng của em về nó sẽ những đôi giày đa số là có chữ Made in Japan ở phía dưới. Đây cái phần đây là da, da thật 100%, phía trước phối một phần này là da lộn ha, và bên trong là cái lót sạch đẹp hết, có thương hiệu ha, Matsui. Và đây nó sẽ phối một cái dây như thế này, mình có thể mình tăng đưa ra được ha. Ở đây là cái phần đế Made in Japan, thương hiệu dệt nổi dưới cái phần đế luôn, Matsui ha. Và đây là cái phần gót và da thật 100%, phía trước phối da lộn như thế này, bên trong sạch đẹp. Và cái phần đế cao lên được khoảng 5 phân rưỡi nha mọi người ha, 5 phân rưỡi sạch đẹp ha, hót cao lên giùm em một cái mã là 6326 350k. Kế đến đó là một đôi giày thương hiệu Ofem, giày lùi da thật 100% như thế này, và phía trước phối những cái da sạch đẹp hết ha, thương hiệu Ofem ở đây, và đây sạch đẹp. Mình mang vào thì nó sẽ rất là êm chân luôn, sạch đẹp, anh ngăn ở đây rất là êm. Và cái phần đế như thế này, và cái thương hiệu ha, thương hiệu Nhật Ofem, size 37 nha mọi người ha. Lên những cái mã là 6025 350k, size 37 để mình mang vào rất là êm chân luôn, thương hiệu Fashion, da thật độ mới khá là cao. Cái này là size 35 nha mọi người ha, size 35. Có thương hiệu ha, thương hiệu Ravas Made in Japan. Da thật 100%. Và phía trên là da. Và cái thương hiệu Made in Japan dập nổi ở phía trong, thương hiệu Ravas, và có dây buộc rất là êm chân, sạch đẹp như thế này. Và rồi chiếc thứ hai, cái phần đế dập những cái thương hiệu ở đây khá là đẹp luôn, rất là đẹp, thương hiệu Made in Japan Ravat sạch đẹp ở đây, để mình sách ta mình mang vô rất là êm chân. Lên giùm em một cái mã là 6292 390k, size 35, sạch đẹp. Em lên khoảng vài đôi nữa rồi em sẽ kết thúc cái buổi live ngày hôm nay ha. Hai ba đôi nữa em sẽ kết thúc cái buổi live ngày hôm nay. Và này là giày cao rót thương hiệu Bolin, để mình mang vô nó rất là êm chân luôn. Và ở đây cái phần đế và cái phần gót như thế này, thì cái phần gót nó cao lên khoảng cỡ 4 phân, da cực chất ha, da khá là đẹp ở đây, cái phần da và cái phần đế như thế này, và cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng
miếng đế ha, và thương hiệu Boli, khá là đẹp ha, mang rất là êm chân như thế này. Một cái đôi dài khá là đẹp, lên gì cái mã là 6012 350k size 38, 6012 350k size 38. Và một đôi da lộn cao gót, một đôi da lộn cao gót ha, và rất là đẹp luôn, sang trọng, thương hiệu ha, Yoshinoya, Yoshinoya. Và đây nó còn cái mã ở đây luôn, bên trong thương hiệu dập nổi trên cái miếng ha, miếng lót, và sạch đẹp ha. Phía sau nó sẽ có một cái để mình gài lại như thế này, mình có thể thu dây ra được nha mọi người ha, thu vô hoặc là tăng đưa dài ra đều được. Nó sẽ có một cái phần để mình tăng đưa cái dây ra được. Lên giùm em một cái mã ha, 6334 350k, này là size 38 ha, da lộn khá là đẹp. Và đôi cuối cùng, em sẽ kết thúc cái buổi live ngày hôm nay ha. Đôi này là đôi cuối cùng. Và da thật 100%, phía trước phối cái da lộn ở đây. Và đây là da thật ha, da thật. Và đây là cái phần đế thương hiệu Made in Japan ở đây. Và cái phần đế khá là đẹp, cái thương hiệu ha, Via Katina, dập nổi trên cái phần lót. Ở đây là da thật, da thật, và phần đế ở đây phối da lộn, cái phần này là da lộn nha mọi người ha, bên trong là sạch đẹp hết ha. Lên giùm em một cái mã là 6344 350k, 6344 350k, và này là size 38 ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay, tạm biệt cô chú anh chị.